Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn con đầu đĩa than Victor bản cao cấp QLi3F. Con này là hoàn toàn tự động nha. Con này hình thức thì nắp zin rất là đẹp. Rất là đẹp. Chỉ duy nhất có một dấu chày đây thôi. Cái này mình đánh ra hết. Còn lại là không nứt không vỡ, rất là đẹp nha cái nắp. Thân máy thì cũng đẹp 98-99%. Các góc cạnh cũng vuông góc. Cái này là vân gỗ bóng piano nha các bạn. Kim máy thì zin theo máy nha, kim Z1S Victor GBC. Đó. Đầu kim còn bén. Kim máy zin theo máy nha. Đó, hình thức máy thì rất là đẹp nha, 98-99% luôn nha. Vân gỗ bóng piano. Đó, con này là hoàn toàn tự động. Bây giờ mình test thử cho các bạn ha. Ở đây mình mở khóa. Cần sáng đẹp long lanh nha, rất là đẹp nha. Đèn đèn nút nguồn. Đây nút này lặp lại, đây mình chọn size đĩa. Ở đây là mình chọn tốc độ 33 hoặc 45 vòng. Con này tự khóa tốc độ nếu như mình đặt chuẩn tốc độ. Đây nâng hạ cần, ở đây mình bấm ở đây là start stop là đây. Con này chạy tự động hoàn toàn nha. Đó. Mình nâng cần đây. Đó. Rồi mình di chuyển bài. Để mình hạ cần. Trời ơi người ấy có buồn không?
Nó con này khi hết hết đĩa thì nó cũng sẽ tự đưa cần về nha. Còn nếu như mà mình ngắt ngang thì mình bấm stop. Con này nó hoàn toàn tự động. Kim mắng zin. Nắp zin mấy hình thức đẹp cũng 98-99%. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.